cổ phần chứng khoán VN Direct. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần. Trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì có tôi là Lương Xuyên và anh Tuấn Hoàng là chuyên gia đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct. Trong chương trình của chúng tôi thì cũng gồm có 5 nội dung chính. Phần thứ nhất đó là về thông tin vĩ mô. Phần thứ hai đó là lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Phần thứ ba là kênh cổ phiếu. Phần thứ tư là kênh tài sản khác. Phần cuối cùng là câu chuyện đầu tư. Và sau đó thì chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp những câu hỏi mà quý nhà đầu tư có để lại ở dưới phần comment. Hy vọng rằng chương trình của chúng tôi sẽ mang đến cho quý nhà đầu tư những thông tin hữu ích. Sau đây thì chúng tôi xin phép được đi vào chi tiết từng phần trong chương trình ngày hôm nay. Phần đầu tiên đó là về thông tin vĩ mô. Với tin tức đầu tiên là Trung Quốc chính thức nộp đơn xin gia nhập hiệp định CPTPP. Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc đã chính thức nộp đơn gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Ngoài ra, ngoài CPTPP thì Trung Quốc cũng đang thúc đẩy tiến trình thông qua hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP nhằm triển khai ngay đầu năm 2022. Và với việc thúc đẩy RCEP và đăng ký gia nhập CPTPP thì nằm trong kế hoạch nỗ lực gia tăng sức ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc với trật tự toàn cầu. Và tuy nhiên thì Trung Quốc sẽ không gặp ít trở ngại để được chấp thuận đơn gia nhập. Nhưng những xung đột thương mại với Úc sẽ khiến cho quá trình đàm phán khó khăn hơn. Và hơn nữa thì CPTPP cấm những hành vi trợ cấp cho doanh nghiệp nhà nước, trong khi chính phủ Trung Quốc thì đang gia tăng củng cố khu vực kinh tế nội địa. Và với tin tức này thì chúng tôi đánh giá đó là mặc dù rào cản gia nhập CPTPP của Trung Quốc hiện đang rất cao, nhưng nếu như được chấp thuận thì quy mô GDP của nền kinh tế thành viên sẽ được nâng lên là 30% tổng GDP toàn cầu và sẽ tạo cơ hội thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu giữa các thành viên. Anh Tuấn có tin tức có đánh giá gì không ạ? Trong cái trường hợp của để được gia nhập CPTPP này của Trung Quốc ấy, thì thông thường là tất cả các nước thành viên đều phải được đồng ý thì Trung Quốc có thể gia nhập được. Thì do vậy thì tại thời điểm này thì tôi cho rằng là cái câu chuyện Trung Quốc có gia nhập được CPTPP hay không thì còn rất là dài, và chúng ta có thể chúng ta sẽ nảo qua lại câu chuyện này trong thời gian tới. Dạ vâng, và chúng ta sẽ cùng đi sang tin tức tiếp theo, đó là các công ty toàn cầu mạnh tay tăng đầu tư để chuẩn bị cho hậu COVID-19. Thì trong bối cảnh lãi suất thấp kỷ lục, nhu cầu chi tiêu bị dồn nén và các xu thế kinh doanh mới đang nổi lên, và việc đầu tư CAPEX trở nên hấp dẫn với các doanh nghiệp trên toàn cầu. Và những ngành bán dẫn, bán lẻ, phần mềm, vận tải và năng lượng tái tạo thì đang được chú ý nhiều hơn. Và cả khi đây là những cái xu hướng kinh doanh đang được khuyến khích phát triển sau đại dịch COVID-19. Và với sự phục hồi vào đầu tư kinh doanh trên toàn cầu hậu COVID-19 thì sẽ giúp cho kinh tế phát triển bền vững trong dài hạn, và đặc biệt là khi các gói hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương sẽ được rút dần và các xu hướng đa dạng chuỗi cung ứng hay tự động hóa sẽ được lên ngôi. Nếu chúng ta nhìn trong cái bản cân đối về tăng trưởng CAPEX này thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng là trên toàn cầu thì cái nơi mà được cái lĩnh vực mà được đẩy mạnh nhiều nhất đó chính là mảng IT. Chúng ta nhìn cái toàn cầu IT là mảng chiếm đến 22% cái chi phí được đẩy mạnh trong thời gian tới. Và nếu như nhìn bóc tách theo từng khu vực thì khu vực IT theo mảng IT ấy, chúng ta nhận thấy rằng là Nhật Bản, nước các nước phát triển của Nhật Bản này, Châu Mỹ này, Bắc Mỹ này và khu vực Euro là những nơi mà có đẩy mạnh phần mảng IT này nhiều nhất. Và đương nhiên rằng là khi mà CAPEX được chuyển đến thì không phải là nước nào, công ty nào cũng được hưởng lợi, mà chỉ những công ty nào hoạt động leading trong ngành đấy mới được hưởng lợi. Thế như vậy mảng IT tôi cho rằng là như vậy là sẽ phù hợp. Ở Việt Nam mình thì có những công ty như FPT mà nơi mà xuất khẩu phần mềm rất là lớn ấy, họ sẽ được hưởng lợi trong đó một phần trong cái quá trình đẩy mạnh chi tiêu công này. Ngoài ra thì chúng ta nhìn thêm một mảng nữa, đó là chính mảng tiện ích. Trong mảng tiện ích này thì nếu như xét như tổng thế giới thì nó là cao đứng thứ hai. Và nếu như chúng ta quy theo từng mảng một thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có một số nơi có cái chi tiêu này khá là lớn, như kiểu là khu vực châu Á Thái Bình Dương, đúng không? Hay là khu vực Bắc Mỹ. Thì Tuấn muốn khu vực châu Âu, chúng ta Tuấn muốn nói rằng là cái tiện ích này nó chính là cái thiên về cái mảng gọi là đầu tư công suất phát điện. Và Tuấn tin rằng là cái khu vực năng lượng tái tạo trong thời gian tới sẽ là một cái mảng rất là đáng để theo dõi. Việt Nam mình cũng sẽ tuân theo cái quy trình đó thôi, tức là sẽ những công ty nào phát triển cái mảng điện rất là mạnh mẽ thời gian tới chúng ta là những công ty chúng ta cần phải theo dõi và sẽ xét thêm cho nhất là trong giai đoạn từ 2021 đến 2025.
Nhìn qua một chút nữa là Trung Quốc cái giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020 là họ tăng được cái công suất phát điện của họ từ 4,2 terawatt giờ lên khoảng là 7,6 terawatt giờ, thì tăng trưởng của nó khoảng 80% và cái tốc độ tăng trưởng kép hàng năm nó đó khoảng 6%. Thì trong trường hợp như thế thì tôi tin rằng là giai đoạn từ 2021 đến 2030 tại Việt Nam mình cũng sẽ là thời kỳ bùng nổ của năng lượng tái tạo, và chúng ta chỉ việc lựa chọn cái doanh nghiệp mà nằm trong cái câu chuyện đó thôi. Nếu như nhìn lại cái giai đoạn năm 2015 đến 2017 thì CTD hay Hòa Bình là những doanh nghiệp mà leading trong ngành xây lắp các tòa nhà cao tầng, và khi mà giai đoạn đó qua đi thì những doanh nghiệp này cũng cái sức hút nó cũng giảm đi. Thì ngược lại tôi nghĩ rằng là trong giai đoạn sắp tới đây sẽ là giai đoạn mà tăng trưởng của những ngành công ty gọi xây lắp bên mảng điện. Dạ vâng. Và cùng với anh Tuấn có nhắc đến mảng điện thì trong tuần trước chúng tôi có làm cổ phiếu 360 độ đánh giá về tiềm năng phát triển của mảng điện hay là năng lượng tái tạo, thì quý nhà đầu tư có thể vào các kênh của VN Direct để xem lại cái chương trình này. Và với tin tức tiếp theo của thông tin vĩ mô đó là Đông Nam Á có thêm 70 triệu người mua sắm trực tuyến kể từ khi COVID-19 bắt đầu. Và trong báo cáo xu hướng tiêu dùng hậu COVID-19 ở Đông Nam Á của Facebook và Pen thì ước tính hơn 70 triệu người đã lần đầu sử dụng các dịch vụ thanh toán và mua hàng trực tuyến và nâng tỷ lệ dân số mua sắm trực tuyến trong khu vực lên mức là 78% trong năm 2021. Và khi mà các lệnh giãn cách xã hội được triển khai thì các dịch vụ trực tuyến chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ như là thương mại điện tử, giao hàng hay là thanh toán trực tuyến, và giá trị mua sắm trực tuyến trên đầu người trong năm 2021 thì được dự kiến sẽ đạt là 381 USD trên một người và tăng gần 3 lần so với mức là 135 USD trên một người của năm 2019. Và sản phẩm được ưa chuộng mua sắm trực tuyến nhất trong giai đoạn vừa qua là hàng điện tử chiếm 47% tổng sản phẩm điện tử được bán ra. Sản phẩm tăng trưởng mạnh nhất đến từ hàng tạp phẩm và thực phẩm dự kiến là tăng 280% trong năm 2021. Và với xu hướng tiêu dùng trực tuyến ngày càng phổ biến hơn khi mà các quốc gia Đông Nam Á đang cố gắng triển khai các chế độ bình thường mới, đặc biệt là sự tăng trưởng của việc mua thực phẩm và sản phẩm gia đình trực tuyến sẽ giúp cho các doanh nghiệp bán lẻ đã triển khai mua sắm trực tuyến sẽ được hưởng lợi hơn. Trong cái câu chuyện này thì Tuấn cũng đã nhiều lần nói trước trong những cái buổi livestream trước, đó là khi cái Covid xảy ra khiến cho thay đổi thói quen tiêu dùng. Ngày xưa người ta đi ra ngoài hàng người ta thể mua một cái thực phẩm gọi là cá chân trống và dừng lại mua, và sau đó người ta trả bằng tiền mặt. Thì bây giờ hoàn toàn cái việc thay đổi thói quen chuyển sang thành là họ mua trên thương mại trực tuyến và họ trả tiền bằng bằng cái thẻ hoặc là bằng chuyển khoản vân vân rất nhiều loại. Thì trong cái trường hợp như thế thì những công ty đầu ngành và họ lớn mạnh, họ có nhiều tài nguyên nguồn lực hơn, tài lực hơn, và họ chuyển đổi kịp thời sang những để mà nắm bắt những nhu cầu của tiêu dùng là những công ty sẽ được hưởng lợi. Tuấn muốn rất muốn nói đến những công ty như ví dụ như là Thế Giới Động chẳng hạn, MWG, thì Thế Giới Động cái mảng bách hóa xanh của họ trong rất nhiều năm qua là họ luôn luôn lỗ. Họ bắt đầu phát triển cái mảng bách hóa xanh, Tuấn không nhớ, không nhầm là từ 2017 đến 2018 bắt đầu nói câu chuyện này. Tuy vậy thì luôn luôn liên tục là những giai đoạn mà bị thua lỗ, và họ dự kiến rằng 2021 này mới là hòa vốn được độ cửa hàng và 2022 là sẽ bắt đầu có lãi. Thì do cái Covid này và cái việc giãn cách xảy ra khiến cho cái nhu cầu và mua hàng của bách hóa xanh nó còn lên một chỗ. Ngày xưa người ta sẽ mua ở những chợ đầu mối, thì bây giờ họ cũng mua tại những cửa hàng siêu thị hiện đại như kiểu của bách hóa xanh, của Co.opmart, của Vinmart vân vân. Đó thì chính vì điều đấy khiến cho cái lượng mua hàng của bách hóa xanh tăng lên rất là vượt trội. Và thứ hai nữa là mảng bách hóa xanh online cũng là mảng gọi là vượt trội, tức là một top 10 trong những công ty thương mại điện tử tại Việt Nam. Đó thì khiến cho cái Thế Giới Động thay vì dự kiến 2022 thì hoàn toàn năm nay họ nên bắt đầu hòa vốn. Và chúng ta cần phải lưu ý rằng là từ trước nay thì Thế Giới Động luôn luôn bị đánh giá thấp bởi chính vì cái mảng bách hóa xanh bị thua lỗ. Và Tuấn Đức tính là năm 2019 2020 thì họ lỗ đâu đó khoảng 2.000 tỷ cái mảng bách hóa xanh, và nếu như cộng lại cái mảng này thì chúng ta ra được 6.000 tỷ. Và 6.000 tỷ tức là chúng ta mua công ty bách hóa xanh, công ty Thế Giới Di Động tại thời điểm hiện tại PE chỉ khoảng 15 lần, và cho chúng ta được cho không cái mảng bách hóa xanh chưa hề có lãi đó. Thì tôi nghĩ đây là một cơ hội khá đáng theo dõi trong thời gian tới. Dạ vâng. Và tiếp theo của kênh thông tin vĩ mô đó là cập nhật quy hoạch điện 8, tăng điện than, giảm điện tái tạo.
thì trong cập nhật dự thảo kế hoạch phê duyệt quy hoạch điện 8 giai đoạn 2021-2030 thì Bộ Công Thương đã chỉnh lại tổng công suất đặt nguồn điện của phương án phụ tải cơ sở năm 2030 chỉ còn là 130.370 MW, giảm 7.700 MW so với phương án ban đầu. Đáng lưu ý hơn đó là cơ cấu điện than sẽ tăng 3.070 MW. Ở chiều ngược lại thì công suất điện gió giảm 4.200 MW, trong khi điện sinh khối và điện năng lượng tái tạo khác giảm 2.000 MW. Và đề xuất giảm công suất điện gió đến từ mục tiêu của chính phủ đặt ra cho đơn vị tư vấn lập quy hoạch và với tiêu chí là giảm chi phí truyền tải xa, đảm bảo cân đối nội vùng và chi phí giá điện, khiến cho nhiệt điện than trở thành nguồn năng lượng có lợi thế nhất. Và trong khi mà cân nhắc yếu tố nội vùng thì điện mặt trời và điện gió ở nhiều địa phương đã thừa. Và với tin tức này thì nếu như mà dự thảo cập nhật quy hoạch điện 8 nếu được phê duyệt thì sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp triển khai năng lượng tái tạo, đặc biệt là trong bối cảnh mà nhiều dự án đang được triển khai, nghiên cứu không còn đủ chỗ để phát triển. Theo một số thông tin Tuấn được biết thì mảng điện gió vẫn là mảng khá là quan trọng và nhiều khả năng nó tiếp tục được phát triển. Đó, mặc dù như vậy thông tin này nó hơi bị tiêu cực chút đến ngành năng lượng tái tạo. Tuy vậy Tuấn vẫn nghĩ rằng năng lượng tái tạo là xu hướng, xu thế chung của thế giới rồi. Và chúng ta cũng phải lưu ý rằng là cái chi phí để phát triển năng lượng tái tạo ngày càng giảm đi nhờ công nghệ phát triển tốt lên. Đó thì Tuấn nghĩ rằng là mặc dù cái này là hơi tiêu cực một chút, nhưng mà cơ bản là nếu tính theo xu thế chung của ngành thì ngành năng lượng tái tạo là ngành rất là hấp dẫn. Và đó là Duyên và anh Tuấn vừa đi qua phần thông tin vĩ mô. Quý nhà đầu tư có câu hỏi gì hãy để lại ở dưới comment và cuối chương trình thì chúng tôi sẽ quay lại giải đáp cho quý nhà đầu tư. Sau đây thì sẽ chuyển sang phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Tuần này thì có tin tức đó là tỷ giá giảm mạnh trong tháng 8, với tỷ giá trung tâm giảm về mức là 23.119 Việt Nam đồng trên USD vào ngày 17 tháng 9 và tỷ giá giao dịch tại Vietcombank giảm 190 Việt Nam đồng so với thời điểm cuối tháng 7. Và điểm nhấn đáng chú ý trong tháng 8 đó là Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giá niêm yết mua vào USD giảm về mức là 22.750 Việt Nam đồng và củng cố tín hiệu về chính sách tỷ giá mục tiêu là sẽ không để USD tăng giá so với Việt Nam đồng cho đến hết năm 2021. Và tháng 8 thì FDI thực hiện tăng nhẹ, ước tính đạt 11,58 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020. Và tỷ giá Việt Nam đồng kỳ vọng đi ngang và biến động trong biên độ hẹp trong giai đoạn tới do nguồn cung USD tiếp tục duy trì ổn định nhờ dòng tiền kiều hối và giải ngân FDI và đủ để bù đắp cho các thâm hụt của cán cân thương mại. Thông thường thì khi mà cái tỷ giá này rất quan trọng cho những doanh nghiệp xuất khẩu thì tỷ giá Việt Nam đồng với USD này thì nó của mình vẫn đang đi ngang. Thực ra là không tỷ giá đồng Việt Nam đồng không tăng giá là may lắm rồi. Và khi mà tỷ giá vẫn đang ở đi ngang này thì chúng ta nhận thấy rằng là nguyên nhân là cái FDI vào Việt Nam mình khá là tốt này, thứ hai là kiều hối này, thứ ba nữa là cái cán cân xuất nhập khẩu rất là tốt, thì đó là những cái đặc điểm chúng ta cần phải theo dõi. Rồi có một đặc điểm nữa là khi mà tỷ giá này nó đi ngang ấy, thì có một cái lợi thế rằng là cái dòng tiền FII tức là dòng tiền mà đầu tư gián tiếp ấy, nó sẽ vào Việt Nam nhiều hơn. Khi mà ví dụ như ở Pháp hay ở châu Âu chẳng hạn thì lãi suất người ta đâu đó chỉ được 1% một năm thôi. Khi người ta vào Việt Nam thì cái lãi suất có thể lên được 7-8%, 9%, và trong đó cái giá tỷ giá mình vẫn tiếp tục ổn định. Như vậy là họ đang được rất là lo. Chính vì thế nên tôi tin rằng cái dòng tiền mà FII, dòng tiền đầu tư ấy, cái đẩy vào những thị trường mới nổi cận biên như Việt Nam sẽ nhiều hơn. Đó, thì tôi nghĩ rằng là tin này về cơ bản là mặc dù hơi bị tiêu cực với cả mảng xuất nhập khẩu nhưng mà nó lại tích cực cho mảng FII. FII sẽ đẩy mạnh vào tài sản rủi ro như kiểu ngành cổ phiếu nhỉ? Dạ vâng. Và chúng ta sẽ cùng chuyển sang kênh cổ phiếu. Tuần này với tin tức đó là cổ phiếu ngân hàng thời điểm để tích lũy và tổng lợi nhuận dòng của 17 ngân hàng niêm yết tăng 55,5% trong 6 tháng đầu năm 2021 nhờ tín dụng tăng mạnh, niêm cải thiện và tỷ lệ chi phí trên thu nhập giảm. Và theo Ngân hàng Nhà nước thì tín dụng toàn ngành của tháng 6 tăng 6,44% so với đầu năm. Tuy nhiên thì tín dụng đang tăng chậm lại trong giai đoạn giãn cách xã hội. Tháng 7 và tháng 8 thì tín dụng chỉ tăng thêm 0,9%. Và bức tranh lợi nhuận nửa cuối năm 2021 thì sẽ chịu tác động lớn từ đợt bùng phát dịch hiện tại. Sau đó thì thị trường chủ yếu sẽ kỳ vọng vào triển vọng lợi nhuận năm 2022. Và hiện tại thì giá cổ phiếu các ngân hàng đã điều chỉnh khoảng 15% từ mức đỉnh
và phần nào đã phản ánh được tác động tiêu cực của đợt bùng phát hiện nay. Và từ đó mà chúng tôi đánh giá đây sẽ là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư cân nhắc và lựa chọn cổ phiếu ngân hàng tốt để tích lũy cho mục tiêu tích sản dài hạn. Chúng ta cần phải lưu ý rằng là mặc dù là ngành ngân hàng đã có sự điều chỉnh, nhưng mà chúng ta vẫn phải lựa chọn những doanh nghiệp mà những ngân hàng mà hàng đầu một chút, có chất lượng tài sản tốt một chút. Tuấn có gặp rất nhiều các câu hỏi của các anh chị về những cổ phiếu ngân hàng mà chất lượng ở top dưới, thì lúc đó Tuấn cũng luôn kiến nghị rằng là mặc dù hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm, tăng theo cái cung cầu hay là theo cái nhu cầu đầu tư của trên thị trường, nhưng mà chúng ta ở góc độ nhà đầu tư thì Tuấn vẫn tin rằng là việc đầu tư những doanh nghiệp mà hàng đầu sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Có ba doanh nghiệp, ba ngân hàng đang được tăng cái hạn mức tín dụng như kiểu Techcombank này, MB và TPBank, đó là ba ngân hàng mà đang được tăng, và việc tăng thế thì khiến cho cái lợi nhuận của họ trong 6 tháng cuối năm sẽ được hoàn toàn được tích cực hơn. Ngoài ra thì Tuấn cũng nghe một số thông tin trong ngoài lề là Techcombank thì hoàn toàn cái chất lượng tài sản rất là tốt và họ có khả năng được tăng tiếp lợi nhuận tín dụng tiếp từ 17% trong cái quý bộ hết quý 3 này lên quý 4 để nâng tiếp từ 17% lên cao hơn nữa. Thì trong trường hợp như thế thì Tuấn nghĩ rằng Techcombank là một ngân hàng có thể xem xét đầu tư nhiều hơn một chút trong thời gian hiện tại. Dạ vâng, và tiếp tục của kênh cổ phiếu thì tuần này chúng tôi có đề cập đến cổ phiếu DigiWorld, DGW, với tham vọng bước chân vào ngành dược phẩm. Thì theo IBM thì quy mô của ngành dược Việt Nam có thể đạt là 7,7 tỷ USD vào năm 2021 và lên đến 16,1 tỷ USD vào năm 2026, tăng trưởng kép là 11% trên một năm. Và cùng với tác động của dịch COVID-19 thì lĩnh vực dược phẩm càng trở nên hấp dẫn hơn. Và trong nửa đầu năm thì công ty cổ phần thế giới số DigiWorld đã rót vào 8,9 tỷ đồng để mua 36,01% cổ phần và cho vay 8,4 tỷ đồng với lãi suất là 10,95% trên một năm với công ty cổ phần dược phẩm Đại Tín, Đại Tín Phạc Ma. Và đáng chú ý là đằng sau Đại Tín Phạc Ma chính là Vimedimex, nhà nhập khẩu và phân phối dược phẩm hàng đầu của cả nước. Và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, thì DigiWorld đã trình cổ đông thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh bán lẻ, y tế, mỹ phẩm, đồng thời cho biết khi cơ hội kinh doanh đến thì công ty sẽ tiến hành triển khai ngay. Và không chỉ có DigiWorld mà các ông lớn trong ngành bán lẻ cũng đã bước chân vào thị trường dược phẩm như là MWG đã mua lại chuỗi nhà thuốc An Khang, hay là Vingroup thì phân phối thuốc qua Vinfa, FRT thì đầu tư vào nhà thuốc Long Châu. Và như vậy thì với lợi thế cạnh tranh về kênh phân phối và sự am hiểu về thị trường bán lẻ Việt Nam thì DigiWorld đang dần có những động thái đáng chú ý với tham vọng trong ngành dược phẩm tại Việt Nam. Động lực tăng trưởng của DigiWorld trong cái giai đoạn từ 2019-2020 đến nay vẫn chủ yếu đến từ cái mảng, tức là một là mảng họ phân phối thêm cái mảng điện thoại di động, và thứ hai nữa là cái nhu cầu laptop tăng lên rất là cao trong cái giai đoạn mà Covid giãn cách. Đó, còn cái câu chuyện mà về dược phẩm ấy thì Tuấn cho rằng là còn quá sớm để chúng ta biết rằng là mảng có thành công hay không. Chúng ta biết rằng là mảng vách gió xanh của Thế giới động khi mà họ công bố năm 2017 ấy, thì cũng rất nhiều người ngồi dự kiến cái mức lợi nhuận của họ tầm này, cái quy mô tầm này và quy ra là định giá của Thế giới động ở tầm này. Tuy vậy thì trong cả giai đoạn từ 2017-2018 cho đến nay thì cái mảng vách gió xanh cũng đang ngập lụt mãi mà vẫn chưa vươn được lên khỏi mặt đất. Đó thì khi mà thêm một ngành hàng mới, nó sẽ cần rất nhiều thời gian để ươm mầm rồi nó để ươm rồi nó thành nảy được mầm. Đó thì Tuấn nghĩ rằng là câu chuyện này sẽ là câu chuyện có tương lai rất là xa. Nhưng câu chuyện hiện tại là câu chuyện mà hôm trước Tuấn cũng ngồi đọc về cái sóng cho em, cái câu chuyện sóng cho em của trên VTV1 thì Tuấn nhận thấy rằng là người ta có nói thống kê là có 1,5 triệu trẻ em Việt Nam vẫn đang chưa có laptop để dùng. Đó thì đấy chính là một cái bảng miếng bánh rất là lớn, và chính miếng bánh đấy sẽ dành cho rất nhiều các công ty như kiểu DigiWorld này, FRT hay Thế giới động, họ sẽ tăng thêm thu nhập từ cái mảng laptop. Đó thì tôi nghĩ rằng là trong khoảng 1 hay 2 năm tới thì DigiWorld vẫn rất là ok để nắm giữ. Nhưng mà chúng ta nếu nhìn vào cái mảng thực phẩm thì nó còn quá sớm để chúng ta nhìn để biết rằng mảng nó thành công hay không. Dạ vâng. Tiếp theo của kênh cổ phiếu thì tuần này chúng tôi sẽ cập nhật đến hiệu quả của danh mục tăng trưởng. Thì đến ngày 16 tháng 9 năm 2021 thì hiệu quả, hiệu suất của danh mục tăng trưởng
từ đầu năm cho đến ngày 16 tháng 9 2021 đạt 42,6%, tăng 2,12 lần so với VN Index. Và cái danh mục của chúng tôi thì sẽ được cập nhật ở trên cộng đồng đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững. Chính vì vậy mà quý nhà đầu tư hãy tham gia vào cộng đồng của chúng tôi để nhận được những thông tin về các danh mục của chúng tôi. Ngoài ra thì chúng tôi có cập nhật danh mục ở trên đường link, đó là vndirect.com.vn. Thì quý nhà đầu tư có thể vào đó và sau đó thì chọn vào danh mục mẫu để có thể xem những danh mục hàng tháng và hàng quý của chúng tôi. Và đường link đó thì chúng tôi có được chiếu trên màn hình thì quý nhà đầu tư có thể tham khảo. Và đó là kết thúc về phần kênh cổ phiếu của chúng tôi. Quý nhà đầu tư có câu hỏi gì thì hãy để lại ở dưới comment để cuối chương trình chúng tôi sẽ trả lời ạ. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần kênh tài sản khác. Với tin tức đầu tiên của kênh tài sản khác, đó là chúng tôi đề cập đến kênh tiền số. Đằng sau câu chuyện của El Salvador là nước đầu tiên chấp nhận Bitcoin. Vậy thì vì sao mà El Salvador lại chấp nhận Bitcoin? Thì có hai lý do. Lý do đầu tiên đó là tiết kiệm chi phí. Bitcoin giúp giảm chi phí chuyển tiền từ Mỹ về El Salvador khoảng 400 triệu USD trên một năm, tương đương với 1,5% GDP, và 25% GDP của nước này đến từ dòng ngoại hối từ Mỹ. Và thứ hai đó là giảm phụ thuộc vào USD. El Salvador không có tiền nội tệ và sử dụng USD trong mọi giao dịch. Chính vì vậy mà Bitcoin sẽ làm phi USD hóa của nền kinh tế. Và câu hỏi thứ hai đặt ra đó là Bitcoin hoạt động như thế nào ở El Salvador? Thì tất cả các hoạt động qua app có tên là Chivo, phát triển bởi một doanh nghiệp do chính phủ chống lưng và ít minh bạch, và chỉ 50% dân số nước này được tiếp cận với Internet. Và chấp nhận Bitcoin thì El Salvador sẽ bị mất gì? Thì đó là thứ nhất, đó là về bất ổn trong xã hội. Thì biểu tình diễn ra ngay sau khi mà Quốc hội thông qua Bitcoin thì 70% dân số đã phản đối sử dụng Bitcoin. Và 2/3 người dân nói không với download app Chivo. Và thứ hai đó là bất ổn chính trị, thì bị hạ xếp nhiệm tín dụng và dòng tiền USD rút ra khỏi quốc gia này. Vậy thì anh Tuấn có đánh giá gì với tin tức về tiền số ạ? Tuấn nghĩ rằng là thực ra nếu như chúng ta nhìn Bitcoin thì Bitcoin đang là cái kênh mà có gọi là cái vàng số của thế giới. Nếu như chúng ta quay lại lịch sử nhé, thì trên lịch sử có rất nhiều loại tiền tệ nó được dùng để làm tiền tệ chung, tức là mọi người quy ước nó thành một tiền tệ chung. Nhưng thực ra thì với sức mạnh tài chính vượt trội thì Mỹ với đồng USD vẫn là cái đồng tiền được sử dụng trên toàn thế giới. Đó thì trong việc mà Mỹ hiện tại đang rất là lạm dụng quyền lực của mình, họ dùng cái tiền đấy họ in rất là nhiều tiền để họ kích thích cái nền kinh tế của họ. Và ngược lại thì những đất nước khác vẫn đang tích lũy, tức là đang sử dụng đồng đô là đồng gọi là tích lũy, thì họ phải nhập khẩu lạm phát mà Mỹ in ra đó. Rõ ràng được là việc của chúng ta chuyển đổi sang một đồng tiền khác như là Bitcoin chẳng hạn, họ có cái giới hạn, tức là 4 năm thì số lượng đồng Bitcoin được tung ra thị trường để giảm đi một nửa. Đó thì cái số lượng đồng Bitcoin giảm đi thì rõ ràng là cái giá trị của đồng tiền nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Đó thì tôi tin rằng là Bitcoin, đây là câu chuyện của El Salvador này, nó chỉ là một câu chuyện trong ngắn hạn thôi. Còn trong dài hạn thì chúng ta nhìn thấy có rất nhiều lợi thế này. Một, đó là không bị nhập khẩu lạm phát từ Mỹ này. Hai, đó là cái chi phí chuyển tiền thì rẻ hơn rất là nhiều. Ba nữa là mọi thứ đều rất là minh bạch và bảo mật. Đó thì tôi nghĩ rằng là cái xu thế này xu thế của tương lai rồi, chứ chúng ta không nên quá quan tâm đến việc những cái phản đối trong ngắn hạn. Dạ vâng. Và tiếp theo của kênh tài sản khác, đó là Trung Quốc lo ngại dòng vốn nước ngoài rút khỏi thị trường. PBOC bơm 90 tỷ nhân dân tệ tương đương với 14 tỷ USD thông qua cơ chế hợp đồng repo kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày trong ngày 19 tháng 9. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Và hoạt động bơm vốn diễn ra trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang gặp rủi ro tín dụng khi công ty bất động sản lớn số 2 Trung Quốc là Evergrande đang trên bờ vực của vỡ nợ. Và Evergrande là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc với tổng tài sản gần 360 tỷ USD và gấp 20 lần quy mô của Vingroup. Và chính phủ chấn chỉnh thị trường vay nợ quá nhiều khi mà thị trường phát triển kinh doanh đa ngành như là mảng xe điện lỗ hơn 740 triệu USD trong nửa đầu năm 2021 và dẫn đến là Evergrande không thể thanh toán cho chủ nợ. Và nợ của Evergrande thì ở mức hơn 300 tỷ, tương đương với 84% tài sản và 89 tỷ từ ngân hàng và tổ chức tài chính. Công ty cho biết là không có khả năng chi trả nhiều khoản vay
đến hạn tới đây. Và nhóm cổ phiếu bất động sản sẽ bị bán tháo gần đây do lo ngại về đổ vỡ hàng loạt của công ty ngành bất động sản này. Và không ngoại trừ khả năng thị trường tài chính Trung Quốc và châu Á có một nhịp giảm mạnh nếu như mà Evergrande không được chính phủ hỗ trợ. Chúng ta để ý vào cái công ty Evergrande này, nhưng chúng ta cần phải để ý là cách đây một tháng chính phủ Trung Quốc đã giải cứu công ty Hoa Rông, một công ty cũng thuộc dạng bên bất động sản và quy mô nó nhỏ hơn so với cả Evergrande này. Và chúng ta cũng nhìn lại Evergrande, chúng ta thấy là công ty này có cái bảng cân đối của họ ấy là 98% tổng tài sản của họ là nợ, mà nó không phải kéo dài đến năm nay mà họ kéo dài trong khoảng mấy năm nay trở lại, đầu tư từ 2014, 2017 đến nay, là ví dụ 2017, 2018, 2019, 2020, họ luôn luôn cái tỷ lệ nợ họ tỷ lệ rất là cao, 98%. Và trong thời kỳ đấy thì từ 2017 cái ROE, tức là cái hiệu quả hoạt động doanh nghiệp của họ ấy, vẫn đang ở mức rất là cao, khi mà ở một khoảng đâu đó 25%, 2018 cũng khoảng trên 20%, và đến 2019 nó bắt đầu xuống khoảng 12%, và lúc đó là cái giá cổ phiếu bắt đầu bị đau rất là mạnh. Và đến 2020 thì ROE của doanh nghiệp này chỉ còn khoảng 5%. Điều đấy cho thấy rằng là khi mà một cái câu chuyện nào đó nó xảy ra thì nó đã có những cái dấu hiệu từ trước rồi. Và Tuấn vẫn luôn khuyến nghị quý vị rằng là những doanh nghiệp nào mà có vay nợ rất là nhiều thì chúng ta nên tránh xa. Quay lại câu chuyện của Evergrande này, tại Trung Quốc, khi mà Evergrande là một doanh nghiệp rất là lớn, và nếu như chính phủ Trung Quốc sẽ ở cái tình trạng gọi là Goldilocks, tức là gì? Tức là nếu như họ giải cứu Evergrande này thì tự nhiên là sẽ có một loạt các doanh nghiệp khác cũng là tư nhân họ quay bảo là ông giải cứu Evergrande rồi thì ông giải cứu cho tôi đó. Và nếu như không giải cứu Evergrande thì nó sẽ có một địa điểm là tạo ra cái sự đổ vỡ domino, và nếu sự đổ vỡ domino này xảy ra thì nền kinh tế Trung Quốc sẽ bị chao đảo rất là lớn, và với cái quy mô lớn của mình thì Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến một loạt các nước khác, trong đó đặc biệt là những nước mà châu Á, khu vực châu Á, và Việt Nam sẽ không nằm ngoài vùng vùng này đó. Thì tôi muốn nói rằng là cái việc xử lý Evergrande này là một cái vấn đề rất là nhạy cảm, và chúng ta cần phải theo dõi trong thời gian tới. Nếu như Evergrande mà không được giải cứu hoặc là không để có cách nào hạ cánh mềm thì lúc đó cái rủi ro xảy ra và các kênh tài sản trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng, trong đó có Việt Nam. Và đó cũng là câu chuyện mà kết thúc phần kênh tài sản khác của chúng tôi. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần câu chuyện đầu tư. Và xin mời anh Tuấn sẽ kể câu chuyện đầu tư tuần này cho quý nhà đầu tư ạ. Hôm nay tôi muốn kể câu chuyện là nguyên tắc 80-20 của người Do Thái. Thực ra theo nguyên tắc của người Do Thái, chính gốc của người Do Thái thì là nguyên tắc 78-22 thôi. Còn nguyên tắc 80-20 là câu chuyện của Pareto, tức là về cơ bản họ chỉ tranh nhau một chút thôi. Thì nguyên tắc này nói gì? Tức là 20% nỗ lực sẽ tạo ra 80% thành quả, hay là 20% những người giàu nhất thế giới thì chiếm đến 80% cái tổng tài sản trên toàn thế giới đó, hay là 20% khách hàng đem lại 80% doanh thu đó. Thì chúng ta nhận thấy rằng là nếu như ta chỉ cần tập trung vào 20% cái quan trọng đấy thôi thì nó đem lại cái lợi nhuận rất là cao. Và trong câu chuyện người Do Thái thì họ thường kinh doanh vào hai thứ. Một đó là họ tập trung người giàu chiếm thường khoảng 20% dân số thôi. Và khi tập trung người giàu ấy, thì họ sẽ tập trung những sản phẩm tốt nhất, chất lượng cao nhất, dịch vụ khách hàng tuyệt vời nhất. Và dịch vụ cho người giàu luôn luôn là quy chuẩn dành cho những người tầng lớp trung lưu, tầng lớp dưới. Thì vì chính vì vậy thì thay vì họ chỉ bán một lần thì bây giờ hoàn toàn họ bán hai lần, khi mà họ bán cho người giàu rồi và hoàn toàn cái sản phẩm đấy vẫn lại tiếp tục bán cho người trung lưu và người tầng lớp dưới hơn nữa đó. Và thứ hai là họ hay hướng đến tầng lớp phụ nữ, bởi vì ví tiền của người đàn ông thì do người phụ nữ, tức là người đàn ông thì kiếm tiền nhưng người tiêu tiền thì thường là phụ nữ đó. Và thứ hai nữa là lý trí của người phụ nữ để đặt gần trái tim. Và ngoài ra một điểm nữa rằng là người đàn ông thì hoàn toàn phải mua một món đồ mình cần với giá trị 2 đồng và mua với giá 1 đồng. Người phụ nữ cũng như vậy, họ hoàn toàn sẵn sàng mua một sản phẩm 2 đồng với giá 1 đồng, nhưng mà sản phẩm đấy là sản phẩm họ không cần, tức là họ chỉ cần đánh trúng cảm xúc của họ thôi là hoàn toàn mua một sản phẩm hoàn toàn mới ở đó, mà họ hoàn toàn không bao giờ sử dụng đến đó. Thì chính vì hai điều đó nên người Do Thái đã kiếm được rất là nhiều tiền. Thì quay lại quy tắc đầu tư, tức là thực tế là chứng minh rằng là những ngành nghề mà xa xỉ ấy, thì gần như là không bị ảnh hưởng nhiều bởi khủng hoảng suy thoái đâu. Và thứ hai nữa là nếu như trải nghiệm dịch vụ xuất sắc thì tạo ra lợi nhuận vượt trội,
và đặc biệt là những công ty mà có tập khách hàng là nữ đó. Thì hôm trước tôi cũng có nói câu chuyện này và rất nhiều người bình chọn rằng là P&J là một công ty khá là hay như vậy, khi mà cái tập khách hàng họ là tập khách hàng có tiền và tập khách hàng thứ hai của họ cũng là người phụ nữ. Thực ra còn một nguyên tắc số 3 nữa của đối với cả người Do Thái, đó là họ thường tập trung cái miệng, tức là những công ty nào phục vụ cái miệng cho người dân ấy, thì chỉ cần làm được tốt thôi họ sẽ kiếm ra được tiền. Thì thông thường những công ty mà làm trong ngành kiểu thực phẩm thì họ sẽ được định giá ở mức rất là cao, ví dụ như mảng bách hóa xanh của Thế giới Đông chẳng hạn. Khi mà họ họ thành công gia nhập vào cái mảng bách hóa xanh thì định giá của họ thay vì chỉ loanh quanh khoảng 15 18 lần như ngày xưa thì hoàn toàn thể cái định giá họ lên khoảng 25 27 lần. Nếu như chúng ta nhìn sang Indonesia ở công ty Alfamart chẳng hạn, thì Alfamart định giá của họ đâu đó khoảng là 27 lần PE, thì Thế giới Động chúng ta nhìn đâu đó hoàn toàn thể tăng được cái định giá lên. Và như vậy cái định giá hiện tại của Thế giới Động là đang theo quan điểm của Tuấn là đang khá rẻ so với tiềm năng tương lai của họ. Okay. Dạ vâng, cảm ơn câu chuyện của anh Tuấn. Và trước khi mà chúng tôi sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư, thì tôi xin phép được giới thiệu các chương trình của chúng tôi để quý nhà đầu tư sẽ nắm được cái lịch để theo dõi đầy đủ hơn. Ngoài chương trình La bàn đầu tư của chúng tôi thì sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần, thì chúng tôi có chương trình tọa đàm đầu tư. Chương trình này thì chúng tôi sẽ dành riêng cho những khách hàng của VN Direct. Trong chương trình chúng tôi sẽ phân tích các mã cổ phiếu và nhận định thị trường về các ngành trong thời gian diễn ra sẽ vào lúc là 15 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần. Chương trình thứ ba đó là chương trình cổ phiếu 360 độ. Chương trình này chúng tôi sẽ phân tích một mã cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực. Chương trình này thì chúng tôi sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần. Ngoài ra thì chúng tôi có một chương trình rất là đặc biệt, đó là chương trình đối thoại với PM. Chương trình này thì chúng tôi sẽ mời PM hay là chuyên gia ngành đến để chia sẻ về triết lý đầu tư và chiến lược đầu tư của các chuyên gia và PM. Chương trình của chúng tôi thì sẽ được diễn ra vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy, hai tuần một lần. Và ngoài ra thì chúng tôi còn có hai cộng đồng, đó là cộng đồng VN Direct đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững và cộng đồng giao dịch chứng khoán Vietrade. Thì quý nhà đầu tư có thể tham gia vào cộng đồng của chúng tôi để nhận được những thông tin và các danh mục của chúng tôi thì cũng sẽ được cập nhật ở trên cộng đồng đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững. Và quý nhà đầu tư có thể vào trang web đó là vndirect.com.vn để xem các danh mục của chúng tôi. Ngoài ra thì tại VN Direct có những khóa học để quý nhà đầu tư có thể nâng cao cái kiến thức đầu tư của mình để mình có thể đi dài hạn hơn trong quá trình đầu tư. Và tất cả những thông tin này của chúng tôi thì sẽ được cập nhật ở trên trang page Trung tâm Tư vấn Đầu tư VN Direct. Thì quý nhà đầu tư hãy theo dõi page của chúng tôi. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Với câu hỏi đầu tiên của bạn Hải Phong, đó là chuyên gia nhận định về mã NSH như thế nào ạ? NSH thì hình như là doanh nghiệp này nó cũng hơi nhỏ, nó làm về nhôm đúng không? Đúng Hiện rồi, tại nhôm thì trong Tuấn tường. chưa đủ thông tin đánh giá về con doanh nghiệp này, chắc là tí nữa Tuấn có gì Tuấn sẽ comment phần sau giúp bạn nhé, Tuấn sẽ trả lời Vâng. phần comment thì Tuấn sẽ xem lại, bởi vì cái doanh nghiệp này vốn hóa khá là nhỏ, chỉ có 300 tỷ thôi, nó khá là nhỏ, nên ra là thông tin nó không được đầy đủ như lắm. Vâng, và chuyển sang câu hỏi thứ hai, đó là chuyên gia cho em hỏi là của bạn Nguyễn Lam Hồng, chuyên gia cho em hỏi là có thông tin gì mà ngành ngân hàng hôm nay tăng mạnh trở lại như vậy ạ? Nói thật là những thông tin ngắn hạn thì Tuấn cũng không giỏi đâu, Tuấn cũng không biết rằng là khi nào thì cổ phiếu tăng đâu, mình chỉ đang nhìn là ví dụ như từ gần cuối năm thì một số ngân hàng sẽ được nới room tín dụng đó, thì kết quả kinh doanh năm cuối năm nay của họ khá là ổn, thì đoán rằng là từ gần cuối năm họ sẽ có những câu chuyện khiến cho giá cổ phiếu tăng đâu. Thế còn vì sao trong một phiên nó tăng thì Tuấn cũng không nắm được, và như Tuấn vừa nói rằng là có ba ngân hàng chúng ta có thể theo dõi để ý trong cái giai đoạn tiếp theo này, của Techcombank, của VBank và TPBank. Trong đó thì nếu cá nhân Tuấn thì Tuấn yêu thích nhất là Techcombank đó, thì chia sẻ thật là như thế. Vâng. Câu hỏi tiếp theo của bạn Phan Dũng, đó là lạm phát trong năm 2022 là khó tránh khỏi. Anh chị cho xin nhận định của lạm phát đến thị trường chứng khoán năm 2022 ạ. Lạm phát thì có hai loại lạm phát nhé. Một là lạm phát là nó nhích lên cùng với cả nền kinh tế phát triển, hai là siêu lạm phát. Thì thông thường đấy, khi mà đụng đến siêu lạm phát thì cái hành động ngân hàng trung ương sẽ là thắt chặt cái cung tiền tệ, thì cái hành động ngân hàng trung ương mới quan trọng đến tác động đến đến thị trường chứng khoán, chứ còn việc lạm phát tăng hay giảm không quá quan trọng đến thị trường chứng khoán đâu. Trong trường hợp như thế thì Tuấn cũng có một cái chương trình tọa đàm đầu tư ấy, nếu bạn có tham gia chương trình tọa đàm đầu tư của VNDirect, hoặc là bạn hãy xem lại trên cái trang e-learning e-learning.vndirect.com.vn, thì
bạn sẽ có những cái thông tin mà cần muốn chia sẻ trong đó. Thì trong cái trường hợp mà lạm phát thì chúng ta, một là chúng ta cần không cần quá an tâm, và thứ hai nữa là nếu nó xảy ra chúng ta tập trung vào phần nào. Thì khi mà Tuấn có đưa ra thì mình có thể tập trung vào cái những công ty ở đầu chuỗi giá trị, tức là những công ty mà có sản xuất những cái nguyên vật liệu mà ngay từ bắt đầu phát triển ra, ví dụ như là Pháp thì họ bắt đầu đi nhập quặng đúng không ạ, hay DGC họ có quặng apatit, rồi một số doanh nghiệp khác như kiểu đá Hóa An họ đi từ đá xây dựng, tức là những công ty mà có mỏ ấy, nó sẽ là một cái team đầu tiên để đầu tư. Cái câu chuyện thứ hai chúng ta để đầu tư đó là chúng ta tập trung vào những doanh nghiệp mà có cái cơ cấu tài sản họ có rất nhiều tiền mặt để gửi tiết kiệm, bởi vì thực ra lạm phát nó có tăng hay không nó sẽ tác động vào cái phần lãi suất, và khi lãi suất tăng thì những công ty mà cầm cái tiền gửi tiết kiệm rất là nhiều nó sẽ tăng lãi suất lên, tăng lợi nhuận lên, thì đó chính là những công ty thiên về dạng bảo hiểm. Và trong cái ngành bảo hiểm thì tôi rất là ưa thích hai doanh nghiệp đó là MIG, công ty bảo hiểm MIG và ABI đó. Thì trong cá nhân tuấn thì tuấn ưa thích MIG hơn, bởi vì công ty này đang khá là năng động. Câu hỏi tiếp theo của bạn Truyền Nguyễn, đó là chuyên gia nhận định như thế nào về mã KBC ạ? KBC thì họ có khá nhiều câu chuyện để kể trong cái phần mảng mảng khu công nghiệp. Thì tôi nghĩ rằng là về cơ bản thì đa phần thì mọi người đánh giá khá là ổn, nhưng mà ở góc độ của Tuấn thì Tuấn Tuấn chưa ưa thích doanh nghiệp này lắm, bởi vì cái ROE của họ khá là thấp. ROE của họ luôn luôn quanh khoảng 7% trong rất nhiều năm rồi, thì đấy là một đặc điểm mà Tuấn chưa thích lắm, mặc dù là họ có những câu chuyện nhé. Thì Tuấn tức là ở góc độ mà để dài hạn hơn thì Tuấn chưa thích lắm. Vâng. Và cụ thể thì mã KBC này thì quý nhà đầu tư có thể tham khảo trong chương trình cổ phiếu 360 độ, chúng tôi đã làm chi tiết về mã KBC rồi đấy ạ. Và câu hỏi tiếp theo của quý nhà đầu tư đó là, anh cho em hỏi là khi mà nền kinh tế mở cửa trở lại thì dòng tiền trở lại tiết kiệm, đầu tư kinh doanh thì ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán ạ? Dòng tiền thực ra ấy, thì cái này là mình suy đoán thôi, tức là cái câu hỏi bạn đang là suy đoán theo kiểu gọi là khi nền kinh tế mở cửa trở lại thì dòng tiền nhiều khả năng sẽ rút khỏi cái thị trường chứng khoán này và chuyển sang bên kia đúng không? Tại sao mình không nghĩ rằng là quay lại câu hỏi đấy, rằng là ngày xưa người ta để 100% tiền trong hoạt động kinh doanh của họ, nhưng bây giờ họ đã có thói quen đầu tư chứng khoán rồi thì họ vẫn để một lượng tiền khoảng đâu đó khoảng 20-30% tiền trong chứng khoán, hoặc là khi nào có cơ hội họ lại chuyển tiền vào chứng khoán đó. Thì lúc đó mình sẽ thay đổi ra, bởi vì ngày xưa cái lượng sở hữu tài khoản chứng khoán đâu đó chỉ có 3% dân số quý vị ạ, bây giờ đang lên à, tức ngày xưa chỉ có 1,5% dân số, bây giờ đang lên khoảng 3% dân số, thì cái thói quen nó thay đổi và cái số lượng người tham gia thay đổi thì cái định giá thị trường rất là khác. Thì tôi nghĩ rằng là mình nhìn theo góc nhìn đấy thì nó cũng là hợp lý. Vâng. Một câu hỏi nữa của bạn Công Thành đó là, anh chị đánh giá về mã PET như thế nào ạ? PET so sánh với DC World và FRT thì PET hơi yếu. PET thì họ không có cái, tức là cái đội diện thương hiệu của họ không bằng những doanh nghiệp kia, và thực ra PET thì vẫn tôi nghĩ là cũng khá là ok khi mà họ đi theo cái team gọi là phục hồi và mở rộng cái lượng hàng phân phối laptop, thì PET vẫn là doanh nghiệp được hưởng lợi đâu. Tuy vậy thì về vấn đề rằng là doanh nghiệp này chạy hơn nhanh nhanh hơn doanh nghiệp kia chạy nhanh hơn thì thực ra là rất là khó để nói. FRT thì do cái năm ngoái năm 2020 họ bị giảm hơi bị sâu so với cả tiềm năng. Có một cái lần tôi có nói rằng là P trên S của FRT ngày lúc đấy nó được 0,16, tức là khi mà FRT đang giao dịch quanh giá 30 thì cái P trên S tức là P trên sale ấy, tức là giá trên trên doanh thu ấy của FRT chỉ có 0,16, tức là một mức giá quá rẻ, và Tuấn tin rằng nó lên được khoảng 0,3 đến 0,4 là hoàn toàn đạt được. Thì theo mức đấy thì giá đâu đó lên khoảng 60.000, và bây giờ nó chạy được khoảng khá rồi đấy, nó lên được khoảng 46 45.000 rồi đúng không? Đó thì do định giá rẻ rồi vân vân. Đó. Vâng. Và do chương trình của chúng tôi cũng có giới hạn, chính vì vậy mà chúng tôi xin phép được trả lời từ 2 đến 3 câu hỏi nữa rồi chúng tôi sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi tiếp theo đó là, anh đánh giá cuối năm tình hình của MBB như thế nào ạ? MBB thì như Tuấn vừa chia sẻ nãy rồi chắc là không cần phải nhắc lại, tức là MBB thì cái văn hóa họ bây giờ rất là năng động, họ có hệ sinh thái, họ tăng trưởng lên năm nay khá là ổn định, thì Tuấn nghĩ rằng là câu chuyện cuối năm họ khá là sáng, nhất là cái giá cổ phiếu được điều chỉnh khá là nhiều từ vùng đỉnh. Vâng.
Và cùng với câu hỏi về ngành ngân hàng có bạn Nam Khiêu, có anh Nam Khiêu có đặt câu hỏi là CTG chuyên gia đánh giá sao ạ? CTG thì cũng như lần trước Tuấn chia sẻ đó là đặc điểm của CTG là cái giai đoạn trước trước đây ấy, khi mà anh Thọ đi thì bên đó cũng để cái gồng lãi hơi bị nhiều, chính vì vậy mà đồng thời với đó rằng là cái của để dành của CTG tức là cái khả năng cái năng lực để tăng trưởng lợi nhuận của họ không quá cao, khi mà K họ rất là thấp này, thứ hai nữa là cái LDA họ cũng rất là cao đó, thì đồng thời với việc mà họ gồng lãi khá là nhiều trong giai đoạn trước thì cái việc mà sắp tới thì câu chuyện của CTG nó sẽ không quá mạnh mẽ, và như vậy thì theo quan điểm của Tuấn là CTG nó sẽ cần một khoảng thời gian 6 tháng, nếu lâu hơn thì 1 năm để nó tích lũy lại cái năng lượng trước khi nó có thể bùng bùng lại. Và một câu hỏi tiếp theo đó là anh cho em xin đánh giá về mã BWE và tiềm năng tăng trưởng của mã này. BWE thì họ có cái tăng trưởng về giá nước đến hết năm 2022, nên thành ra là câu chuyện kinh doanh của họ từ giờ hết 2022 tôi nghĩ vẫn khá là ok. Còn hiện tại thì họ đang bị gặp một chút vấn đề bởi vì cái sản lượng nó bị giảm khi mà giãn cách khá là lâu ngày. Đó thì về cơ bản thì doanh nghiệp này vẫn khá là ổn thôi. Tức là ổn từ giờ 2022. Dạ vâng, và đó cũng là câu hỏi mà chúng tôi sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý nhà đầu còn những câu hỏi còn lại của quý nhà đầu tư thì chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp ở dưới comment cho quý nhà đầu tư ạ. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào 15 giờ thứ hai tuần sau. Xin chào, hẹn gặp lại. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.